chiếu 7 đi nó bự. Chiếu 7 đi nó bự. Bốn triệu, chặt má nện. Chiếu 7 cái xương nè. Xương này 4,5 triệu. Về sới là làm gì? Nó gãy thì nó nhỏ vừa mà. Đây là bức tre nữa hả? Dạ. Chứ đây là yếu phụ dập hàng vậy thôi, tiếp chăn với lại bán chính. Hay bán giờ là biến quá, giờ mới mới mà. Cái đĩa giờ bán con không chịu, chịu biết làm sống. Nếu nhập công rồi nhật rồi về thôi. Còn bán lại sức chăn. Giờ cái đó phải chế một bít, đó thì nó lớn. Không, anh lấy luôn, không có thời gian mình gỡ đâu. Còn con nó bỏ nhận xét lên 3 triệu, 4,5 triệu. Mua giờ cổ lúa phải không? Cổ đồ phải không? Kéo là đậm à, con nó nhỏ vừa mà ta. Ơ này 14. Ơ này 12. Đầu máy không nha. Nó mắc đốm. Nó xài thứ thường được rồi. Alo. Hết rồi anh. Chưa biết ra nào có mang lô cho. Hỏi ngửa thì biết, hỏi bít tông bây giờ em bán liền thôi, em không có sửa nó đâu. Không, hỏi ngửa thì em biết. Chính ngửa thôi, còn bít tông là không chừng mở ra luôn á. Dạ dạ. Không anh, nó về vậy không? Không có đuôi luôn. Đúng rồi. Hôm bữa nó cũng là sới cài á. Bít cài có sẵn rồi đó. Cái đó kêu là bít cài đó. Cái đuôi đó kêu là bít cài đó. Cái này kêu là bít cài nè. À cái lưỡi cài kiếm, cái này kêu bằng cái bít cài nè. À. Nó mua thêm á. Em không chiên đó, không mua. Không. Có mấy mới thùng thì có. Dạ. Nó chở là mấy đó nó bán, em không có chiên, kiếm bán cho hết hàng thôi. Không anh ơi, nó 1,7 triệu đi, đủ đồ đó. Ừ.
triệu bảy đủ đồ nè.